Bình Minh đưa bà xã đi sắm đồ. Nam diễn viên tranh thủ ngày rảnh rỗi chở vợ đi mua sắm quần áo và trang sức. Bình Minh rất chiều vợ và thương con, anh luôn cảm thấy áy náy vì bận rộn, ít có thời gian bên gia đình. Nam diễn viên hay đưa vợ đi sự kiện cùng hoặc quan tâm sắm sửa cho vợ con để bù đắp phần nào. Bình Minh tự tay chọn trang phục phù hợp với vóc dáng và độ tuổi của bà xã. Anh từng là người mẫu nên có kiến thức về thời trang và gu thẩm mỹ khá ổn. Anh Thơ thích diện trang phục họa tiết màu sắc tươi trẻ, kiểu dáng mềm mại và nữ tính. Bình Minh còn mua trang sức phụ kiện sang trọng cho vợ yêu. Cặp đôi ngày càng hạnh phúc, yêu thương và thấu hiểu nhau hơn. Sau khi mua sắm, Bình Minh tính tiền rồi chở vợ ra về. Chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!